Hai vắt chân sang một bên nhé, cho tay ngắn hơn nhiều nhé. Nhá. Rồi, đến chỉnh nữa nhá. Tay phải bám thành giường. Hít vào. Thở ra. Thả lỏng cho anh nào, thả lỏng, thả lỏng. Thả lỏng cho anh. Hai chân bằng nhau rồi nhá. Đấy, bằng nhau hẳn rồi này. Thở ra. Thả lỏng, thả lỏng. Thả lỏng. Lòng. Nữa, cao nữa lên. Rồi, hạ từ từ xuống. Rồi. Tập lên. Rồi, hạ từ từ xuống. Cao chân lên. Hạ từ từ xuống. Rồi, em có thấy căng cái cơ bên này không? Đấy, em phải tập sao cho cái cơ này nó khỏe lên nhá.